cầm dao phóng lợn tìm đối thủ, nhóm thanh niên gặp ngay công an. Đi tuần tra kiểm soát trên địa bàn, công an thành phố Hòa Bình phát hiện nhóm thanh niên đi xe máy cầm theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Ngày 24 tháng 4, thông tin từ công an thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, xe tháo biển kiểm soát và mang theo một số hung khí trên quốc lộ 6. Theo đó, vào khoảng 1 giờ ngày 23 tháng 4, tổ công tác 117, công an thành phố Hòa Bình phát hiện trên trục đường quốc lộ 6, khu vực cầu Hòa Bình 3 và đường Trương Hán Siêu, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, có một nhóm khoảng 20 nam thanh niên điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, xe tháo biển kiểm soát, mang theo một số hung khí là dao phóng lợn với mục đích đi giải quyết mâu thuẫn, đánh nhau. Khi bị lực lượng tuần tra kiểm soát của công an thành phố Hòa Bình phát hiện, các đối tượng đã rú ga, điều khiển xe bỏ chạy. Tổ công tác đã tiến hành truy bắt được một nam thanh niên trong nhóm tên là NDL, sinh năm 2005, trú tại tổ 8, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, cùng hung khí. Quá trình đấu tranh đã làm rõ được nhóm đối tượng gồm 20 thanh thiếu niên là công dân thường trú tại các phường Kỳ Sơn và xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, cùng toàn bộ số hung khí sử dụng để đánh nhau. Hiện, công an thành phố Hòa Bình đang tiếp tục mở rộng xác minh làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.